shot. It's alright, no problem, thank you. Hello các bạn, mình là Kim. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay gia đình mình lái xe xuống Wales các bạn. Wales chỗ giáp ranh với lại của nước Anh thôi. Là cũng từ mình Liverpool đi xuống đây khoảng một tiếng, hơn một tiếng hả, không có xa. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan máng nước cao nhất thế giới nha mọi người. Đây là một trong những di sản văn hóa thế giới của nước Anh các bạn. Con sông Đào này dẫn nước ra sông Đê của xứ Wales nè mọi người. Khung cảnh ở đây bình yên quá mọi người, rất là yên tĩnh luôn, giống như là cảnh ở trên núi, đồi núi, thôn quê đó các bạn, cho nên là rất là yên tĩnh. Ở đây có rất là nhiều bạn vịt luôn nè, và có những cái chiếc thuyền người ta neo đậu ở đây, người ta bán những cái đồ gọi là cái gì ta, giống như là đồ thủ công mỹ nghệ á. Chiếc tàu này người ta bán cà phê nè mọi người, có bán cà phê và đồ ăn vặt, đồ ăn sáng, đồ nữa. Rồi. Bây giờ mua mì hả chị? Chị ngồi xuống đi. Chị ngồi xuống say hello đi. Say hello. Đây là cái kênh dẫn nước nè các bạn. Đây giống như là một cái máng nước vậy đó. Nó có thể điều chỉnh hướng nước dẫn ra sông Đê ở phía bắc của xứ Wales. Là cái ống dẫn nước dài nhất ở Vương quốc Anh và là cái ống dẫn nước cao nhất trên thế giới các bạn. Hey, tại Jacob, vì ở Vương quốc Anh nó có rất là nhiều cái máng nước giống như vậy nè, dẫn nước từ cái con sông này qua con sông khác đó mọi người, hoặc là dẫn nước từ cái từ ngoài sông đi vô trong những cái con sông đào này nè, để cho thuyền ghe đồ lưu thông đó các bạn. Cái máng nước này phải mất đến 10 năm thiết kế và xây dựng, là bắt đầu từ năm 1795 đến năm 1805 mới hoàn thành đó mọi người. Tính ra thì cũng khoảng hơn 200 năm rồi hả các bạn. Máng nước này nằm trên một cây cầu có chiều dày là 307m và rộng là 3,7m, tính luôn cái đường đi bộ đó các bạn, và sâu là 1,6m. Cây cầu này có chiều cao là 38m, cho nên mà ai sợ độ cao á, đi ra ngoài cũng hơi run chân đó các bạn. Các bạn nhỏ nhà mình là sợ độ cao nè, cho nên đi cũng hơi sợ đó. Lần trước thì mình có đi xuống đây rồi các bạn, nhưng mà đi vào mùa đông á, thì người ta đóng cửa không có cho đi qua. Cho nên hôm nay tranh thủ là mùa thu, cũng gần một năm rồi đó. Mùa thu là cũng cuối gần đến mùa đông nữa rồi. Cho nên là tranh thủ đi xuống đây để đi qua cây cầu này nè mọi người. Thử cảm giác như mình cũng sợ độ cao nữa. Mình chỉ đi mình nhìn thẳng thôi, mình không dám nhìn xuống luôn đó mọi người. Rất là sâu và rất là sợ luôn. Ở phía dưới thì có một cái giống như là có một cái con sông bắc qua nữa. Thanks a lot, mate. Cheers. Thanks. We have to walk back across this after. Of course we do. Sorry, ruining your shot. It's alright, no problem, thank you. Small boat coming, yeah.
Hey? Thanks. So you have to put a jacket on when we get over there. Mình đã đi qua hết cái cầu rồi nè các bạn. Bây giờ thì sẽ đi dọc theo cái bờ kênh đào này xem có cái gì đẹp không nha mọi người. Kim will be angry at you like she always is with me when I take the pictures. And you don't do it right. And then we get the classic face, honey. Making videos and I've never done it before. I'm talking to Lauren. You see the flowers over there? What colour are they? Thank you.
Yeah, but they're the coaches, aren't they? I don't know, but they look like they've been doing it a while. Though. Big wave. I've tried that, it's bloody hard. See? Look at that, they make kind of make waves, the people behind them, look. Yeah. Look at that girl, she's got pink sunglasses on, pink hair, pink jacket. Yeah, she's laughing a lot. Oh no, honey. What? I can't do nothing about it now, I've been on the floor. Oh no, lots of people coming. Hold. There's a lot of people coming. Mm. Yeah, see? You wouldn't tell me you wouldn't want to have a little cry at that. I wouldn't mind it. I'd, yeah, but if there's that many people, I'd just crash. No, you wouldn't. Dad, to be honest, I just want to go. You just put the brakes on. You just put the brakes on. I just want to go. Dad, I would do this now. I told you it's good fun, Cam. We'll try and do it. It just sinks in the middle. I'm laughing. We're going to go on a little pony. When we go to Canterbury, we're going to go on that little boat like that. So, you know, we're booked to go to London again. Right? We're staying in another travel inn, Premier Inn, but a different one. And then after that, we're going to go to a little town called Canterbury, and I've hired somebody's house, an apartment. And we're going to stay there for a couple of days. And they've got a little town like this. They've got something like this, but it's in the middle of a town. It's called Canterbury, where Canterbury Cathedral is, which is which is cool. Kim found it online and Kim said, why don't we go there on holiday? So we're going to go there a couple of days. Hello, Saucy Barker. If you want to go over the high bridge, you go over the high bridge, yeah? Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.